Thưa quý vị, chiều nay, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã kỷ niệm 30 năm thành lập. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Cùng dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, cùng lãnh đạo các ủy ban của Quốc hội. Trải qua 6 nhiệm kỳ Quốc hội từ khóa 9 đến khóa 14 và nay là những năm đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, Ủy ban Quốc phòng An ninh đã không ngừng phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân giao phó, góp phần tích cực trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, đóng góp ngày càng hiệu quả vào thành tựu chung của Quốc hội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Ủy ban đã đóng góp ngày càng có hiệu quả vào hoạt động chung của Quốc hội trong tiến trình đổi mới. Hoạt động đối ngoại của Ủy ban luôn được chú trọng và tăng cường, mối quan hệ với nghị viện, cơ quan chuyên môn của các nước lớn, các nước láng giềng và các tổ chức quốc tế trên lĩnh vực quốc phòng an ninh được tiếp cận, hài hòa và cân bằng. Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Văn phòng Quốc hội xây dựng vụ Quốc phòng An ninh là đơn vị tham mưu và phục vụ Ủy ban không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, bồi dưỡng, tham gia bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo cấp vụ, có đồng chí trưởng thành từ vụ Quốc phòng An ninh, trở thành đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh. Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập. Hội nghị là dịp để đánh giá tình hình, nhận diện đúng những tồn tại và xác định phương hướng, đề ra nhiệm vụ giải pháp để tổ chức vận hành tốt hơn thị trường khoa học công nghệ trong thời gian tới. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, các nhà chuyên gia và nhà khoa học. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đầu tư, đã ban hành, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách có liên quan. Thị trường khoa học công nghệ bước đầu được hình thành, phát triển và đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, so với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và so với một số thị trường khác, thị trường khoa học công nghệ phát triển chậm, còn nhiều vướng mắc, chưa gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng với nhu cầu sản xuất kinh doanh. Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt ra hàng loạt các câu hỏi tại sao đối với thị trường khoa học và công nghệ. Rồi tại sao kết quả nghiên cứu tài sản trí tuệ của các viện trường khá dồi dào, nhưng mà hàng hóa khoa học công nghệ thì vẫn còn rất hạn chế? Tại sao nhu cầu tiếp thu, hấp thụ, làm chủ công nghệ mới luôn hiện hữu, song không phải doanh nghiệp nào cũng tích cực, hào hứng đầu tư mua sắm hàng hóa khoa học công nghệ? Các tổ chức trung gian môi giới đã làm tốt vai trò kết nối, thúc đẩy giao dịch, lưu thông hàng hóa khoa học công nghệ ấy chưa? Hạ tầng quốc gia của thị trường khoa học công nghệ hiện nay ra sao? Hội nhập với thị trường khu vực và quốc tế như thế nào? Thể chế, cơ chế, chính sách phát triển thị trường khoa học công nghệ còn vướng mắc ở đâu? Mắc ở chỗ nào? Văn bản nào cần phải bổ sung sửa đổi? Văn bản nào cần phải thay thế? Và cấp nào là cấp có thẩm quyền? Để làm rõ. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, thời gian qua, thể chế, chính sách phát triển thị trường khoa học công nghệ từng bước được hoàn thiện. Nguồn cung hàng hóa khoa học công nghệ tăng đáng kể, tốc độ tăng giá trị giao dịch hàng hóa khoa học công nghệ trên thị trường bình quân hàng năm đạt 22%, kết quả nghiên cứu của các viện, trường, nhà khoa học trở thành hàng hóa được các doanh nghiệp thị trường đón nhận, nhu cầu và năng lực tiếp cận, hấp thụ và làm chủ công nghệ mới, công nghệ tiên tiến của các doanh nghiệp ngày càng tăng và được cải thiện. Các đầu mối trung gian thị trường khoa học công nghệ từng bước được hình thành với hơn 800 tổ chức, trong đó hơn 20 sàn giao dịch công nghệ đã đi vào hoạt động. Cùng với đó, công tác xúc tiến thị trường khoa học công nghệ tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tiễn và các thị trường khác, đặc biệt là so với các nước phát triển và một số nước trong khu vực, thị trường khoa học công nghệ còn chậm phát triển, vận hành còn nhiều vướng mắc, nhiều nơi còn hình thức và thiếu thực chất. Trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam mong muốn các quốc gia, tổ chức quốc tế, các nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục quan tâm hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong công tác phát triển khoa học công nghệ nói chung và phát triển thị trường khoa học công nghệ nói riêng để đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị, qua gần 3/4 thế kỷ hình thành và phát triển, kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cùng với kinh tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, mô hình kinh tế hợp tác xã cần chuyển đổi số mạnh mẽ trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh để góp phần xây dựng Việt Nam thành quốc gia số, phát triển hùng cường và thịnh vượng.
Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Diễn đàn Kinh tế Hợp tác xã năm 2022 vừa diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Diễn đàn đã đánh giá một cách căn bản, khách quan, toàn diện, sâu sắc những xu hướng chuyển đổi số, môi trường chuyển đổi số quốc gia, những đòi hỏi khách quan cần đổi mới của mô hình kinh tế này, những kết quả đạt được, nhận diện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và chỉ ra nguyên nhân, cũng như đề xuất nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt các giải pháp đưa ra gắn với quyết tâm chuyển đổi số để thay đổi phương thức quản lý, vận hành của mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã. Sau khi lắng nghe các báo cáo và ý kiến tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành địa phương thay đổi nhận thức, tư duy về chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác xã, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về hợp tác xã, liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành khác, tập trung xây dựng một số nền tảng số để phục vụ, hỗ trợ cho hợp tác xã về thông tin thị trường, khoa học công nghệ, trao đổi, tư vấn pháp luật, chính sách, đào tạo, sàn giao dịch điện tử, hợp tác quốc tế, xây dựng hoàn thiện thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp, thúc đẩy sáng tạo, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, có chính sách hỗ trợ thu hút nguồn lực, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Tôi đề nghị các địa phương, các đồng chí phải sử dụng các cái nguồn lực để chúng ta đầu tư cho cái khu vực kinh tế hợp tác và hợp tác xã, trong đó có cái chuyển đổi số. Và nhất là ba cái chương trình mục tiêu quốc gia này. Tôi thấy vừa qua xây dựng nó còn tản mạn lắm, còn manh mún chia cắt quá. Tập trung một vài việc thôi, làm việc nào dứt việc đấy, không lan man giàn trải, làm lãng phí nguồn lực. Phát triển cái ô cốp này mà tốt ấy, thì là một cái động lực để mà phát triển cái kinh tế hợp tác và hợp tác xã. Tôi thấy là cái một số cái mô hình là người ta vận dụng từ cái ô cốp. Nhưng mà muốn cái ô cốp thành công, thứ nhất là phải hình thành thương hiệu. Rồi cái thứ hai là phải quy hoạch cái vùng nguyên liệu. Chứ có một số nơi có thương hiệu rồi nhưng mà không có vùng nguyên liệu, cho nên là sản phẩm có nhưng mà không đáp ứng được cái yêu cầu thì cũng không thể phát triển được. Tức là có cầu nhưng mà không có cung. Rồi áp dụng khoa học công nghệ và đặc biệt là cái chuyển đổi số này. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu hệ thống liên minh hợp tác xã cần bám sát tình hình, nắm rõ những khó khăn, nhu cầu của hợp tác xã để phản ánh đến các cấp có thẩm quyền. Cùng với đó, các cấp phải vào cuộc sâu hơn, khảo sát và tư vấn phương án chuyển đổi số phù hợp cho các hợp tác xã, hướng dẫn các thủ tục để giúp các hợp tác xã tăng khả năng tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước, thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng và nhà nước với khu vực kinh tế tập thể.